Hơn 3 tháng lên sóng, phim ngắn cuối tuần đã và đang được khán giả yêu mến theo dõi vào 19:50 chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Những phản hồi đóng góp chia sẻ của quý khán giả đã giúp cho những người thực hiện thêm vững tin và phấn khởi để tiếp tục chuẩn bị cho ra đời những tập phim ý nghĩa, chất lượng hơn nữa. Tuần qua, phim ngắn đã phát sóng tập phim Đời Không Như Là Mơ với câu chuyện nhẹ nhàng về người yêu cũ và gửi gắm thông điệp ý nghĩa nên biết trân trọng hiện tại của mỗi người. Đảm nhận vai chính trong tập này là diễn viên Minh Thảo, một nữ diễn viên có ngoại hình dễ thương, khả năng diễn xuất chuyên nghiệp. Tiếp tục làm cầu nối để các diễn viên có thể chia sẻ nhiều hơn những cảm nhận về hành trình làm phim. Phim trên truyền hình Vĩnh Long kỳ này, mời quý khán giả cùng gặp gỡ nữ diễn viên Minh Thảo nhé. Lời đầu tiên thì cho Minh Thảo gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả của đài truyền hình Vĩnh Long. Thì thời gian qua Minh Thảo có tham gia một cái series phim ngắn của đài truyền hình Vĩnh Long. Nói tới cái cảm xúc của Minh Thảo khi mà cái series phim ngắn này được phát sóng á, thì cái cảm xúc của mình như thế nào? Cảm xúc đầu tiên đó là hồi hộp. Và Thảo nghĩ rằng cái hồi hộp này không phải chỉ của riêng một mình Minh Thảo đâu, mà là của tất cả các anh em ekip của đoàn phim. Hồi hộp là không biết là cái tập phim lên sóng thì có nhận được cái sự yêu thương của tất cả quý vị khán giả hay không. Và Thảo cũng hy vọng rằng mọi người ơi, mọi người có thể đón xem những cái series phim ngắn này và hãy yêu thương, yêu thích những cái tập phim này mọi người nhé. Tới với cái series phim ngắn này thì Minh Thảo có tham gia hai tập phim, đó là tập phim Cuối Đường Hạnh Phúc và Đời Không Như Là Mơ. Đến với cái tập phim đầu tiên là tập phim Cuối Đường Hạnh Phúc, điều Minh Thảo ấn tượng đầu tiên thì chắc đó là cái kịch bản của Cuối Đường Hạnh Phúc. Một cái kịch bản rất là hay, rất là nhân văn và rất là ý nghĩa. Không đúng, không thể nào mất tích được. Anh có nói với con rồi, anh đi rồi anh sẽ về với má. Anh không có mất tích đâu, má phải đi tìm nó. Hòa ơi, má. Và một cái phân đoạn mà Minh Thảo cảm thấy như là nó là một cái phân đoạn chính luôn á của cả một cái tập phim, đó là cái phân đoạn mà người lính tự nhận mình là người chồng, là người con, nói với mẹ rằng là mình đã quay trở về. Hòa, thằng Hòa của má. Dạ. Hòa ơi, đây là thằng Hòa con của má nè. Cái chân nó bị thương, con thấy không? Hèn chi tới giờ nó mới về tới nhà đó. Đúng không con? Má. Thưa má, con mới về. Không phải ai cũng sẽ may mắn khi mà cái sự mong chờ của mình được hồi đáp. Nhưng mà Thảo cũng chỉ mong một điều rằng con người thì đừng từ bỏ, đừng từ bỏ, đừng thôi hy vọng. Mình nhờ bà con chồng sớm chứng kiến cho mình một buổi lễ nho nhỏ để anh được về chung nhà với em, cùng lo cho má nha, được không em? So với lại cái Cuối Đường Hạnh Phúc á, thì cái tập phim thứ hai đó là tập phim Đời Không Như Là Mơ, thì là hai cái tính cách và cái hoàn cảnh nhân vật nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà có một cái điều mà anh Thảo cảm thấy rất là thú vị khi mà anh Phương Điền á giao cho Thảo hai cái vai, nhưng mà hai cái vai này đều là có cái nghề nghiệp chung, đó là giáo viên hết. Nhưng mà đối với lại cái Cuối Đường Hạnh Phúc á, thì cô giáo Chi là một cái cô giáo mang đầy cho mình cái sự hoài niệm, chờ đợi mong nhớ. Còn đối với lại cái cô giáo này á, thì có cái sự hiện đại hơn, thoải mái hơn, nó vui tươi hơn, nó rộn ràng hơn. Cho nên là hai cái tính cách nhân vật tuy là cùng chung một nghề nghiệp nhưng mà hai cái tính cách nhân vật nó hoàn toàn khác nhau, cũng để cho Minh Thảo có được cái rộng rãi hơn trong cái hoàn cảnh cái tính nhân vật của mình. Thì đó là một điều mà Minh Thảo cảm thấy rất là thú vị khi mà Minh Thảo nhận vai. 8 tháng 3 vừa rồi ông tặng tao cái gì không? Tao không dám biết luôn á. Bữa đó hả, tao mặc nguyên bộ áo dài, son phấn trang điểm xinh đẹp,
trên tay còn ôm một đống quà do học sinh tao tặng. Tao tưởng ở nhà ít nhất chồng mình cũng chuẩn bị cho mình được cây bông. Chứ ông tặng gì? Hay, tao vừa bước vô nhà, ông cũng vừa chở bé Ti đi học về. Vừa nhìn thấy tao một cái, ông xìa cho tao bịch bún thịt nướng. Có tức điên không? Tập phim này Thảo cũng diễn chung với là hai diễn viên, mà hai diễn viên này là hai diễn viên nam nữa. Đối với lại Quách Hữu Lộc á, thì đây là lần đầu tiên Minh Thảo được đóng vai vợ chồng với lại Quách Hữu Lộc. Tuy là lần đầu tiên hợp tác với nhau trên màn ảnh, nhưng mà là anh em đã biết nhau ở bên ngoài khá là lâu rồi, cho nên là mọi thứ nó cũng rất là dễ dàng và rất là thoải mái. Còn đối với anh Đoàn Minh Tài á, thì trước đây thì Minh Thảo có tham gia với anh một cái bộ phim khá là dài tập, và cái phân đoạn cũng như cái nhân vật được đóng chung với nhau rất là nhiều và rất là dài hơi. Anh em cũng đã khá là quen biết với nhau rồi và cũng khá là thân thiết với nhau, cho nên là khi mà mình bước vào cái phân đoạn á, thì cái tâm lý diễn với nhau nó hoàn toàn nó rất là nhẹ nhàng và rất là thoải mái. Cuộc sống của anh khá ổn, anh có một công ty du lịch riêng, chỉ là hơi cô đơn, cần người để bầu bạn tâm sự. Thủy à, phải chi ngày xưa. Nói chung là khi mà Thảo tham gia hai cái tập phim này á, thì hầu như là gặp lại toàn là những diễn viên mà Minh Thảo đã từng quen biết, đã từng gặp, đã từng diễn chung với nhau, đã từng đóng chung với nhau, cho nên là không khí ở phim trường á, nó rất là vui vẻ, thoải mái, tự nhiên, và cảm giác như là mình gặp lại những người thân thương trong cái gia đình của mình vậy. Khi mà mình gặp lại tình cũ thì cũng sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp sẽ xảy ra. Ví dụ như là khi mình gặp lại tình cũ thì mình sẽ cảm thấy như là mình vững tin, mình sẽ không có bị sa ngã. Trường hợp thứ hai đó là khi mình gặp lại tình cũ thì mình sẽ bị cuốn hút và mình sẽ bị sa ngã. Ai cũng hiểu. Và cũng có một cái trường hợp thứ ba thì là khi mình gặp lại tình cũ thì mình mới nhận ra là mình đã bỏ rơi cái định mệnh của cuộc đời mình. Đó, ví dụ là như vậy. Thì đối với Minh Thảo cũ được coi là kỷ niệm. Mà cái gì là kỷ niệm thì là những cái gì của quá khứ, những cái gì nó đã qua. Còn những thứ mà mình cần phải bồi đắp, cần phải giữ gìn thì đó là hiện tại và là tương lai. Bởi vì hiện tại và tương lai là những thứ mà không phải một sớm một chiều mà mình có thể có được và đạt được, mà mình phải vun đắp ở một quá trình, một thời gian rất là dài, rất là lâu để mình mới có một cái hiện tại tươi đẹp và một cái tương lai tươi sáng. Đừng vì một cái chút nông nổi, đừng vì một cái chút cảm xúc nhất thời mà mình xua đi hết những cái thành quả, những cái công lao mà không phải chỉ một mình đâu, mà của rất là nhiều người cùng chung lại, để rồi một ngày nào đó khi mà mình nhìn lại thì mình sẽ hối hận và mình sẽ không có thể nào mà mình khắc phục hay là mình sửa chữa sai lầm của mình được. Lời cuối thì Minh Thảo cũng cảm ơn Đài Truyền hình Vĩnh Long đã cho Minh Thảo cơ hội được đến gần hơn với tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn đạo diễn Phương Điền đã tạo cơ hội để Thảo có thể gặp gỡ anh em đồng nghiệp, tham gia những cái series phim rất là ý nghĩa, rất là nhân văn. Mùa này thì đang là dịch, cho nên là tất cả mọi người mong rằng mọi người hãy giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn cho bản thân và gia đình. Hy vọng rằng một ngày nào đó không xa, khi mà dịch nó qua đi thì chúng ta sẽ có thể gặp lại nhau trong cái sự thoải mái, trong cái niềm vui và trong sự hứng khởi. Lời cuối thì Minh Thảo cũng muốn chúc tất cả mọi người sức khỏe, bình an và may mắn, và mong rằng tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để có thể dập dịch, để dịch có thể trôi qua một cách nhanh chóng và mang tới cái sự bình an, hạnh phúc và tốt lành cho tất cả mọi người. Cảm ơn rất là nhiều. Tạm biệt nữ diễn viên xinh đẹp Minh Thảo. Hy vọng khán giả sẽ sớm gặp lại chị với những vai diễn mới, luôn gần gũi và chạm đến cảm xúc của người xem. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ một nam diễn viên khá quen thuộc với khán giả truyền hình trong thời gian qua. Đó là diễn viên Ngô Thành Tá. Cũng góp mặt trong series phim ngắn cuối tuần, Thành Tá tham gia vào tập phim Ba Dượng và có những chia sẻ thật chân tình, dễ thương.
Trong cái vai diễn này, Thành Tá vào vai là một người đàn ông có vợ có con, là một người trụ cột của gia đình, còn một người mẹ già đã mất đi người chồng thân yêu, là một người con đã mất đi một người cha rất nhiều năm. Anh phải gồng gánh, phải san sẻ yêu thương cho vợ, cho con và cho mẹ mình. Trong cái người ba dượng này á, thì họ hai người họ cô đơn nhiều năm tìm thấy nhau, họ san sẻ yêu thương cho nhau, họ muốn chăm sóc cho nhau về cái quãng đời còn lại trong cuộc đời của mình. Thì là một người đàn ông, một người trụ cột của gia đình, mình sẽ, sau nhiều lần tiếp xúc mình thấu hiểu được là đây là một người ba dượng, họ thật sự rất tốt. Giờ không được rồi. Thì tôi chăm sóc cho ông, có sao đâu. Anh sẽ đi tìm Dương. Anh bị điên hả? Anh với em là loại người gì vậy? Lúc Dương khỏe mạnh á thì mình lợi dụng, rồi lúc Dương bệnh á không cử động được thì mình bỏ mặc, là sao vậy? Tại ông muốn như vậy mà. Một phần đoạn cảnh mà ta cảm thấy cảm động nhất là khi là tìm kiếm những thông tin, tìm kiếm những địa chỉ để tìm về cái nơi người ba dượng ở, khi mà phát hiện người ba dượng này tình trạng sức khỏe là bệnh tật, đi đứng khó khăn, khi mình cảm giác được nhìn thấy như vậy, cảm xúc dâng trào lên, cảm giác nó không còn xa lạ, không còn là ba dượng hay là một người nào không phải là ruột thịt mình, mà đây cảm giác nó là giống như là một người ba ruột của mình. Sau rất rất nhiều năm là không còn người ba ruột, cái cả phân cảnh đó, cái cảm xúc nó khó tả lắm. Mình ấn tượng nhất là phân cảnh đó. Và được anh Phan cho biết, ông đang sống trong một căn nhà ở ngoại ô yên tĩnh. Dương Vinh! Trong cái phân cảnh đó thì anh Phương Điện cũng đòi hỏi rất kỹ, rất khó. Cái phân cảnh đó phải lột tả ra để cho cả khán giả cảm giác được cái phân cảnh đó thể hiện cái tình cảm yêu thương con người là quan trọng nhất. Từ từ. Cái điều cuối cùng mà cô Thành Tá muốn gửi đến quý vị khán giả đó là đây là cái chuỗi phim ngắn rất là hay và ý nghĩa. Nó gần gũi và thân thiện với tất cả mọi người. Biết đâu đó khán giả sẽ xem cái bộ phim rồi thấy được mình, hoặc là thấy một người thân nào đó gần gũi với mình trong những nhân vật mà mình phát sóng. Rất mong là quý vị khán giả sẽ ủng hộ chuỗi phim ngắn đầy tính nhân dân và ý nghĩa sâu sắc này. Lời cuối cùng thì Ngô Thành Tá xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị khán giả truyền hình Vĩnh Long. Kính chúc quý vị khán giả có một sức khỏe thật tốt, và chúng ta hãy đồng lòng thực hiện quy tắc 5K. Lời nhắn nhủ của diễn viên Thành Tá cũng đã khép lại chương trình phim trên truyền hình Vĩnh Long kỳ này. Hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ, theo dõi và phản hồi đóng góp để phim ngắn cuối tuần ngày càng hoàn thiện về chất lượng nội dung cũng như chỉnh chu về mặt hình ảnh hơn nữa. Quý khán giả đừng quên khung giờ 19:50 Chủ nhật trên truyền hình Vĩnh Long 1 đến với phim ngắn cuối tuần nhé.